Ok, giờ đã điểm và chúng ta đã bắt đầu vào chương trình buổi giao lưu hỏi đáp trong ngày hôm nay. Thì xin chào tất cả những các bạn đang ở trong cái chương trình này. Xin chào Thảo Như, xin chào Xuân Sơn, xin chào Thanh Tạo, xin chào Hiệu, xin chào Quỳnh. Một số anh chị em đã vào và đặt câu hỏi cho tôi trong cái chương trình này. Thì ok. Xin chào các bạn đang theo dõi live của tôi. Nếu yêu thích tôi thì các bạn có thể share hoặc tag cái người quan tâm về chủ đề kinh doanh, đầu tư, xây dựng đội nhóm, diễn thuyết, điều hành đội nhóm và công ty. Ngày hôm nay tôi là Jonathan, các bạn đang đến với cái buổi live hỏi đáp và tôi sẽ làm điều này thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới. Nào, bây giờ câu hỏi đầu tiên tôi trả lời cho cái người có tên là Sa, tên là Quân. Quân hỏi là kinh doanh gì sau dịch Covid-19 thì ok nhất? Kinh doanh gì mà sau dịch Covid-19 ok nhất? Thì tôi sẽ trả lời cho Quân biết. Đó. Có rất nhiều câu hỏi và các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Thì Quân thân mến, tôi có hiện cái comment của bạn ở trên cái màn hình á, được không? À, thì Quân hỏi là kinh doanh gì sau dịch Covid-19 thì ok nhất, thì tôi sẽ nói cho bạn về bối cảnh thực trạng của Covid-19 nhé. Như thế này, Covid-19 là một cái cuộc cách mạng. Sau cái đợt dịch này á, nó tạo ra một cuộc cách mạng. Các bạn biết nó có những cái sự thay đổi sau đây. Cái điều đầu tiên đó là sau cái Covid-19 thì những cái nhóm ngành sau đây sẽ bị biến đổi, đó là ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành về làm việc mà tập trung đông người, và có những cái ngành sau đây sau dịch thì sẽ chết hoặc là thay đổi mô hình, đó là ngành về thuê cho thuê văn phòng, co-working space, bởi vì người ta ngại trong cái việc đó là người ta ngại trong những cái việc đó là tập trung đông người và làm việc. Đó là lý do tại sao những mô hình co-working space rất là khó phát triển, và hiện nay thì chính phủ Việt Nam chưa cho những cái traveler, tức là những người khách du lịch đi vào Việt Nam, và đó là lý do tại sao ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn đang gặp vấn đề khó khăn rất là nghiêm trọng. Và điều đó nói lên một điều rằng gì ạ? Chúng ta nếu như không thay đổi, chúng ta sẽ bị bỏ lại, hoặc những ngành sau đây sẽ rất rất là khó phát triển, đó là ngành liên quan đến tổ chức nhà hàng tiệc cưới. Thì các bạn thấy sau dịch thì cũng không có ai có động tác về cưới xin hay là tập trung đông người vào nhà hàng khách sạn. Và đó là lý do tại sao có nhiều người ở trong ngành này người ta phải thay đổi mô hình và làm việc. Rồi một số ngành như tập trung đông người, như bất động sản cũng rất là khó để bán hàng. Bằng chứng là khách hàng không có muốn tập trung đông người để lây lan dịch bệnh, người ta có tiền, người ta âm thầm, người ta đi mua, người ta đi gom. Vậy thì kinh doanh gì sau dịch Covid-19 thì ok nhất? Thì em sẽ kinh doanh, nó liên quan đến ba thứ, đó là kinh doanh đi theo xu hướng, tức là nó đi theo ba cái xu hướng sau đây. Cái xu hướng đầu tiên đó là xu hướng về việc, đó là tập trung về kinh doanh trên nền tảng online, tập trung kinh doanh trên nền tảng online. Thế thì kinh doanh trên nền tảng online thì em có thể là có hai cách. Một là chúng ta tạo website riêng, chúng ta kinh doanh. Và nếu như bạn không có kỹ năng để tạo website thì bạn có thể tận dụng những nền tảng để chúng ta bán hàng, ví dụ như Lazada, Tiki, Sendo hoặc là Shopee, để chúng ta có thể bán hàng trên này, và chúng ta có thể tương tác và tạo đơn, chúng ta có thể là hỗ trợ về thanh toán, kêu gọi shipper rất là nhiều. Chúng ta tích hợp chatbot, đó là Facebook Messenger hoặc là Zalo. Thì đó là có hai cách. Vậy thì sau dịch thì em kinh doanh gì ok nhất? Thì em, nếu
Em có sản phẩm độc đáo hoặc là em có tìm được nhà sản xuất em sản xuất thì em hãy tập trung về nhưng mà đưa nó với nền tảng online, tức là chúng ta gắn với cái gì ạ? Cái nền tảng online. Chúng ta phải gắn nó với nền tảng online thì như vậy thì em mới thành công được. Đó là điều tôi nhắn với em. Còn kinh doanh gì? Nếu em là cái người mà có khả năng và tạo ra những cái phần mềm thì em có thể tạo ra những phần mềm để giúp cho các doanh nghiệp, những đội nhóm người ta quản lý đội nhóm kinh doanh ở trên nền tảng online, đặc biệt là làm việc từ xa. Một từ khóa hiện nay, một cái từ khóa mà hiện nay em sẽ phải quan tâm đó, một cái từ khóa mà em phải quan tâm hiện nay đó là từ khóa liên quan đến gì ạ? Liên quan đến COVID-19. Vậy thì một cái từ khóa tôi có đánh trên màn hình ạ, cho em nghe, đó là từ khóa có tên là remote. Remote là gì? Remote có nghĩa là làm việc từ xa đó. Remote, ok. Đây tôi có add lên trên màn hình cái từ khóa có tên là remote. Đây. Remote là gì? Remote là làm việc từ xa, tức là em tạo ra cái phần mềm nào mà em có thể giúp cho người ta làm việc từ xa được và kết nối được. Ví dụ như khách hàng với người bán hàng. Thì em tạo ra cái phần mềm bán hàng để giúp cho cái người bán hàng và chủ cái người sản phẩm mà kết nối được với nhau và làm việc từ xa với nhau. Vậy thì cái từ remote đây là làm việc từ xa, tức là không cần phải gặp gỡ tiếp xúc mà chúng ta vẫn có thể bán được hàng, cái đó gọi là remote. Và đây là từ khóa hot trong cái kỷ nguyên này, và hãy nhớ nha, đây là từ khóa rất hot trong cái kỷ nguyên này, remote. Cho nên tôi muốn nói với em điều đó để em thấy rằng là cái việc quan trọng bây giờ kinh doanh gì không quan trọng, kinh doanh hợp theo xu hướng vậy quan trọng. Và có ba xu hướng rõ ràng sau 2020 này và đặc biệt sau dịch Covid-19 này, đó là kinh doanh liên quan mọi thứ và gắn nó với nền tảng online. Em có thể tự website riêng hoặc là tạo với những nền tảng platform khác, hoặc là thứ hai em kinh doanh trong lĩnh vực về remote, tức là làm việc từ xa. Cái thứ ba là em kinh doanh trong cái lĩnh vực sau đây, đó là lĩnh vực về gì ạ? Về cái em kinh doanh ở cái lĩnh vực mà tôi muốn nói với em một cái từ khóa nữa, đó là làm một cái trung gian, hoặc là nói đúng hơn em kinh doanh trong lĩnh vực là những cái công cụ giúp đỡ cho những người bán hàng online thì em sẽ thành công. Ví dụ tôi kể cho em nghe câu chuyện này, đó là cái người ở những thập niên một thập niên cách đây 1848 ở California, là ở bang một bang của Mỹ á, thì thời kỳ đó người ta đi đào vàng. Và rất nhiều người sẽ nói rằng là những người đào vàng sẽ trúng quả, bởi vì lúc đó mỗi ngày sản lượng khai thác rất là nhiều vàng. Nhưng mà sau cuối cùng cái kỳ đào vàng đó thì ai là cái người giàu nhất, thì câu trả lời đó là những người, không phải những người đào vàng là những người giàu nhất. Những người giàu nhất là những người làm việc, những người bán cái quần jean cho người đào vàng. Những người giàu nhất là những người bán đồ ăn thức uống cho người đào vàng. Những người giàu nhất là những người gì ạ? Những cái người mà bán cái xẻng cho người đào vàng. Những người giàu nhất là bán nước uống cho người giàu đào vàng. Và những người giàu nhất là những người bán công cụ, dụng cụ cho cái người đào vàng. Thế ở trong cái lĩnh vực về về trader cũng như vậy, lĩnh vực về kinh doanh cũng như vậy. Nếu em nhà nhà đang đi bán hàng, nhà nhà đang đi bán hàng, vậy thì em là cái người có thể hỗ trợ được họ trong việc bán hàng. Ví dụ như là logistics, khởi nghiệp trong lĩnh vực giao hàng chẳng hạn, rồi em hỗ trợ trong những cái tool làm đẹp, như là mình người bán hàng cần gì ạ? Cần cái hình ảnh đẹp, cần video đẹp, em có thể tạo ra cái video hình ảnh đẹp cho họ thì họ có chắc chắn sẽ dùng cái sản phẩm của em, bởi vì muốn bán được hàng thì bây giờ hình ảnh nó phải đẹp, đúng không nào? Rất là nhiều cái công cụ dụng cụ để hỗ trợ, giống như câu chuyện về đào vàng California 1848 tôi vừa kể cho bạn á, thì em sẽ tập trung về những công cụ dụng cụ hỗ trợ cho người kinh doanh online. Đó. Thì một cái từ khóa đó là hỗ trợ, những cái tool hỗ trợ cho người kinh doanh online. Đặc biệt là bây giờ những cái sàn như là Sendo, Lazada, Tiki, Shopee, đó là những cái sàn hỗ trợ cho người kinh doanh online. Rồi cái phần mềm chỉnh sửa ảnh, ví dụ Canva bây giờ cũng là phần mềm hỗ trợ cho người kinh doanh online. Cho nên kinh doanh gì sau dịch Covid-19, sản phẩm nào cũng được, độc đáo càng tốt, nhưng em hãy gắn với tất cả những cái thứ gì mà em kinh doanh online, kinh doanh này lên trên nền tảng online, tức là em phải nhúng nó với trên nền tảng số, trên nền tảng internet thì em mới thành công được. Hy vọng rằng câu trả lời của tôi giúp cho em định hình một số cái khái niệm về kinh doanh gì sau dịch Covid-19. Và sau Covid-19 này thì những ngành sau đây em đừng động tới, đó là ngành về nhà hàng khách sạn, bởi mất 2 năm sau thì lĩnh vực hàng không, nhà hàng khách sạn mới hồi phục. Những ngành sau đây em đừng động tới sau dịch, đó là lĩnh vực liên quan đến gì ạ? Du lịch, nghỉ dưỡng. Những lĩnh vực mà liên quan đến
khách lưu trú có yếu tố nước ngoài thì em đừng động tới, bởi vì trong vài năm tiếp theo nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu chi tiêu cho lĩnh vực này rất hạn chế, bởi vì người ta đang rất khó khăn và đang chống chọi với dịch bệnh. Cho nên em đừng có tập trung về cái mảng đó, em tập trung kinh doanh cái sản phẩm nào cũng được, nhưng hãy gắn nó và đội nhóm của em ở trên nền tảng online. Ok, Quỳnh nhé. Ok, câu hỏi thứ hai. Một cái người có tên là Xuân Sơn. Chào bạn Xuân Sơn. Bạn Xuân Sơn có hỏi làm sao để đội nhóm làm việc chủ động mà không cần thúc đít mỗi ngày. Đây là câu hỏi khá là hay. Câu hỏi rất hay của bạn Xuân Sơn. Thực sự câu hỏi này khá là hay và tôi rất là thích câu hỏi này. Cực kỳ thích câu hỏi này. Rồi, bây giờ để đội nhóm làm việc chủ động mà không cần thúc đít mỗi ngày thì đây là câu hỏi rất là nhiều người làm boss hệ thống, những người mà làm việc kinh doanh online, bán hàng online mà xây dựng đội nhóm ạ, chắc chắn sẽ rất thích câu hỏi này. Bởi vì sao? Câu hỏi này đó là câu hỏi mà rất nhiều người kinh doanh hệ thống đang gặp phải. Thế thì bây giờ á, tôi muốn làm rõ một chút về câu hỏi của bạn, đó là thế nào được gọi là làm việc chủ động. Làm việc chủ động có nghĩa là biết việc mình làm mỗi một ngày làm gì và không cần ai nhắc gì mình cũng làm việc, gọi là làm việc chủ động. Thế thì một con người mà làm việc chủ động khi nào? Lấy giả sử như bạn đang làm việc chủ động khi nào? Khi bạn thấy cái nhu cầu của Maslow á, nhu cầu thấp nhất là nhu cầu về được được cái nhu cầu cơ bản ăn mặc sinh hoạt mỗi ngày. Nhu cầu thứ hai là liên quan đến vấn đề về được an toàn. Nhu cầu cao nhất đó là nhu cầu về việc được thể hiện. Thế thì để làm việc chủ động được thì có hai kiểu. Một là họ làm vì tiền, tức là họ đi làm chắc chắn họ phải chủ động làm việc để tạo ra doanh số nhiều hơn, thì họ sẽ cày điên cuồng làm việc chăm chỉ điên cuồng và họ tạo ra doanh số. Như vậy thì họ sẽ có thể gì ạ? Có thể là chủ động làm việc mỗi một ngày, nhưng cái phần thưởng nó phải xứng đáng để cho họ chủ động. Cái thứ hai đó họ làm bởi vì thể hiện bản thân, muốn cho người ta công nhận rằng mình giỏi và muốn cho người ta công nhận rằng mình tốt và vĩ đại và này kia, thì họ sẽ làm việc chủ động. Thế thì một đội nhóm làm việc chủ động là bởi vì có ba điều. Điều đầu tiên là đội nhóm đó có văn hóa làm việc chủ động, tức là cái mới đầu bạn setup cho một đội nhóm của mình là có cái văn hóa làm việc là chủ động. Chủ động là gì ạ? Chủ, làm chủ cái việc mình làm và tự động làm việc cái việc mà mình làm, thì đó là chủ động. Và như vậy thì cái văn hóa đội nhóm của bạn là văn hóa từ leader, tức là cái người đứng đầu, cho đến người cuối là làm việc follow theo. Trong nhu cầu của Maslow á, nhu cầu của, nếu bạn đọc cái cuốn sách về năm cấp độ quản trị, cấp nhà lãnh đạo cấp độ 5 của John Maxwell, thì bạn sẽ thấy là cấp độ đầu tiên đó là làm việc theo kiểu là áp từ trên xuống, rồi làm việc theo title, tức là làm việc theo chức vụ, tức là trên ông chủ tịch CEO sẽ giao xuống cho bên dưới. Giao xuống cho bên dưới. Và như vậy thì sao ạ? Nếu bạn không làm thì bạn sẽ bị sa thải. Nếu bạn không làm thì bạn sẽ bị gì ạ? Bị từ bỏ hoặc là bị sa thải. Và câu nói rồi rất thích của Donald Trump đó là you are fired, tức là bạn bị sa thải rồi. Thế thì cái cách làm việc mà thứ hai á, mà để cho người ta chủ động mà dễ nhất đó là follow the leader, tức là leader làm gì thì cái người sau người ta follow như vậy. Đó là lý do tại sao một số hệ thống bán hàng bây giờ người ta phải leader phải làm trước, làm gương trước, sau đó cái người bên dưới người ta follow theo. Cái đó gọi là follow the leader, tức là người sau sẽ follow cái người trước. Thì đây là cấp độ thứ hai của John Maxwell, cái người về cha đẻ của ngành quản trị, cha đẻ của nhà lãnh đạo cấp độ 5 á, thì ông ta có nói như vậy, được không nào? Vậy thì cái câu chuyện bây giờ á, để tôi làm mờ cái màn hình sau chút xíu để cho bạn tập trung về cái gì ạ? Tập trung về đó, ok. Đó. Rồi, tiếp theo để cho người ta làm việc chủ động nữa thì có rất nhiều nhà quản trị, những nhà quản lý mà tôi đọc trong những cuốn sách. Tôi không tự hào là tôi là cái người hiện nay rất là giỏi, nhưng mà tôi tự hào là cái người đọc rất nhiều sách và tôi biết rất nhiều thứ. Thì câu trả lời là hiện nay John Maxwell đã nói là nếu chúng ta chỉ follow thì một ngày đẹp trời, nếu như chúng ta chỉ là người lãnh đạo làm gương thì một ngày đẹp trời bạn mệt mỏi, bạn đi đâu đó, bạn vắng mặt thì sao? Thì đội nhóm của bạn chả lẽ không làm việc. Thế nên để làm việc để cho đội nhóm làm việc một cách chủ động á, mà bạn không cần thúc đích mỗi ngày á, thì ngoài có một xây dựng một cái nét văn hóa, xây dựng một cái quy trình làm gương, một cái process quy trình, thì cái điều mà hiện nay tất cả những nhà quản lý, những nhà lãnh đạo
ở khắp nơi thế giới, và người ta đưa ra cái phương pháp này rất là hiệu quả, và tôi nghĩ rằng đội nhóm của bạn ứng dụng vào thì rất là thành công. Đó là xây dựng cho cái đội nhóm của bạn một cái quy trình, tức là quy trình làm việc, quy trình bán hàng, quy trình follow up khách hàng, quy trình họp nhóm, quy trình về báo cáo, quy trình về truyền thông, quy trình về chat nội bộ. Thì tất cả những quy trình đó nó có một cái bộ công cụ để quản lý, thì chắc chắn rằng bạn sẽ thành công trong cái việc tạo ra một cái đội nhóm chủ động làm việc, bởi vì người ta biết được là người ta sẽ làm việc với ai. Để làm việc chủ động được thì giải quyết được ba câu hỏi đầu tiên: làm việc với ai, bạn ghi vào làm việc với ai, báo cáo cho ai, và khi mà gặp khó khăn thì tương tác với ai để có thể gì ạ, có thể giải quyết được. Cho nên một cái yêu cầu làm việc chủ động là bạn phải làm việc rõ ba vấn đề: một là làm việc theo mô tả như thế nào, báo cáo với ai, và khi gặp vấn đề thì liên lạc với ai để hỗ trợ, và ai là người chịu trách nhiệm chính cho cái việc này. Thì đó là bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì bạn sẽ tạo ra một cái quy trình, và cái quy trình đó sẽ giúp cho đội nhóm của bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và tạo ra một cái gì ạ, một cái sự chủ động, một cái gọi là automatic, tức là chủ động làm việc. Thế thì nếu bạn không có quy trình á, là người ta đụng đến đâu người ta sẽ gặp bạn, đụng đến đâu người ta cũng yêu cầu với gặp bạn, đụng đến đâu người ta không biết làm gì, bởi vì người ta không biết là lúc gặp khó khăn hay đụng đến đâu gặp vấn đề thì người ta hỏi ai, hay là người ta sẽ ai là người chịu trách nhiệm chính, hoặc là cần những cái nguồn trợ giúp nào thì họ sẽ gặp ai và liên hệ với ai. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng bạn nên tạo ra một đội nhóm, ngoài có nét văn hóa, ngoài có phong trào làm gương của leader, thì cái điều tất nhiên là tôi sẽ có những cái bài chuyên sâu hơn hơn như vậy nữa về cách để làm việc chủ động, một cách chủ động cho đội nhóm của bạn mà không cần thúc đít. Nhưng mà ngày hôm nay mà cái key mà tôi muốn chia sẻ với ngày hôm nay đó là bạn phải, tôi sẽ nói cho bạn một cái key, một cái key nha. Rồi, cái key từ khóa tôi sẽ ghi lên trên đây đó là gì ạ? Một cái quy trình. Từ khóa ngày hôm nay tôi muốn bạn lưu trữ và ghi vào đó là từ khóa quy trình. Thế thì từ quy trình này nghĩa là sao ạ? Từ quy trình có nghĩa là bạn phải tạo ra một cái quy trình từ đầu vào đầu cuối, input output, và đầu vào thì là cái việc đó làm việc với ai, báo cáo cho ai, khi gặp vấn đề thì ai hỗ trợ đó, và cái kết quả mong đợi cuối cùng. Thì cái quy trình từ đầu vào là input và output. Nếu bạn thấy không, một cái máy, bạn đã từng có tuổi thơ mà đi đi đập kẹo đúng không? Đi đập kẹo cống, hoặc là bạn có tuổi thơ mà đi xay xay lúa hoặc là xay bột, thì bạn thấy là cái nguyên liệu đầu vào đó là đưa cái bỏng ngô, đưa cái bột ngô và bột gạo vào, thì đi qua cái quy trình của máy luyện thì nó sẽ tạo ra cái thành phẩm, có thể là gạo, có thể là cám, có thể là vữa, nó phân ra như vậy đúng không? Thế thì cái quy trình input mà đúng á thì output là ok, không thể kỳ vọng một cái gạo tám thơm mà đầu vào không phải là gì ạ, là cái lúa tám thơm được, tức là cái hạt lúa tám thơm được. Muốn đầu vào thì đầu ra thế nào thì đầu vào phải chuẩn như vậy. Thì đó là một cái quy trình về 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 làm việc và tạo ra cái xây dựng đội nhóm chủ động mà không cần thúc đít mỗi ngày. À, hy vọng rằng tôi sẽ chia sẻ cho Sơn Sơn về những cái phương pháp, những cái cách để đội nhóm của mình chủ động làm việc hơn. Tôi có rất nhiều cái tip, cái mẹo, cái cách để xây dựng cái đội nhóm làm việc chủ động hơn mà không phải thúc đít mỗi ngày. Cho nên Sơn Sơn nhớ theo dõi những cái video clip của tôi, những cái kênh của tôi ở trên Facebook, ở YouTube để có thể có được cập nhật những cái thông tin bổ ích Sơn Sơn nhé. Và hy vọng rằng một tip nhỏ vừa rồi cũng giúp cho Sơn Sơn có thể là hiểu cái cách để mình có thể là làm thế nào để xây dựng được đội nhóm mà làm việc chủ động mà không cần thúc đít mỗi ngày nhé. Ok, cảm ơn Sơn Sơn. Câu hỏi thứ ba ngày hôm nay đó là một cái người có tên là Thảo Như. Thảo Như thân mến, Thảo Như hỏi là điều gì quan trọng nhất khi xây dựng đội nhóm? Điều gì là quan trọng nhất mà khi xây dựng đội nhóm? Điều này rất là hay. Thảo Như thân mến, điều gì là quan trọng nhất khi mà xây dựng đội nhóm? Thế thì tôi hỏi ngược lại bạn là bạn xây dựng đội nhóm để làm gì nào? Bạn biết không, đội nhóm là một đòn bẩy. Đội nhóm chính là một đòn bẩy, đội nhóm chính là một cái, những cái viên gạch ở trong một cái nhà. Nếu như cái nhà không có từng viên gạch xây thì cái nhà đó không cần thành. Đội nhóm cũng vậy, nếu như bạn muốn làm nhiều việc thì bạn phải có đội nhóm, mỗi người phụ một tay, mỗi người nắm một quy trình. Nếu như bạn vào một cái nhà máy, bạn thấy
cái nhà máy á, thì bạn thấy một quy trình từ công nhân đầu vào đầu ra, từ người làm xưởng, người đóng gói, người thành phẩm, người này kia, thì cái quy trình ở nhà máy á, cũng là quy trình ở trong làm việc đội nhóm. Mỗi người sẽ có một cái gì ạ, một cái công việc, mỗi người sẽ có một cái việc ở trong cái đội nhóm, và nếu như bạn không xây dựng được đội nhóm thì bạn sẽ không có đòn bẩy và bạn việc nào bạn cũng làm, và như vậy thì rất là khó cho cái việc này, đó là bạn không thể hoàn thành được bất kỳ việc gì. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là bạn sẽ làm, bạn không thể ba đầu sáu tay mà làm tất cả mọi việc. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao mà bạn cần có đội nhóm để mỗi người phụ một tay bạn mới thành công được. Tất cả những người thành công nhất trên thế giới đều là những người có đội nhóm cừ khôi, kể cả Jack Ma, Alibaba hay là Mark Zuckerberg hay là Bill Gates. Tất cả những người đó đều là những người là có đội nhóm, và những đội nhóm của họ thật là xuất sắc. Đó là great team, là những cái đội nhóm trong mơ, là dream team. Cho nên Thảo Như thân mến, điều gì là quan trọng nhất khi mà xây dựng đội nhóm thì có một vài điều sau đây. Tất nhiên là có rất nhiều điều, nhưng mà tôi chia sẻ cho Thảo Như một vài điều sau đây. Quan trọng nhất khi xây dựng đội nhóm đó là làm sao để xây dựng đội nhóm mà tự động khi không có bạn mà nó vẫn làm việc được. Cái này gọi là tự động hóa. Đó, quan trọng của bạn đó là tự động hóa, tức là làm thế nào để bạn có thể gì ạ? Bạn có thể gì? Tạo ra một cái đội nhóm mà nó có thể tự động hóa làm việc, tự động làm việc. Đây tôi để cái từ khóa trên này đó, tự động hóa. Tức là tự động đội nhóm sẽ làm việc khi mà bạn tạo ra một cái quy trình tự động. Cho nên đội nhóm của bạn sẽ tự động hóa làm việc mà không cần có mặt bạn. Đó. Cho nên cái quan trọng nhất thì tôi sẽ liệt kê cho bạn vài điều và sau đó bạn sẽ tự trả lời đó là điều gì là quan trọng nhất nhé. Đó, điều gì là quan trọng nhất. Ok. Cái điều tự động hóa rất là quan trọng. Một cái doanh nghiệp muốn thành công thì họ phải có một vài điều sau đây. Đầu tiên là quy trình hóa để cho chuẩn hóa từng cái một thứ. Cái thứ hai là tự động hóa. Ba là hiện đại hóa, tức là cái công ty, cái đội nhóm của bạn phải hiện đại hóa, tức là phải ứng dụng công nghệ vào hiện đại hóa. Rồi gì ạ? Vừa có thể nhân bản hóa. Vậy thì tự động hóa xong thì cái quan trọng nhất của cái tiếp theo đó là phải gì ạ? Cái từ khóa thứ hai đó là hiện đại hóa. Đó, hiện đại hóa tức là đội nhóm đó phải có ứng dụng công nghệ vào để quản lý đội nhóm bằng những cái phần mềm quản trị giao việc, hay là chúng ta có thể dùng rất nhiều cái hệ thống công nghệ để hỗ trợ cho quá trình quản lý đội nhóm nó dễ hơn. Bây giờ qua thời quản lý bằng Excel, hay là qua cái thời quản lý đội nhóm bằng chat, bằng Messenger hay là Facebook hay là Zalo rồi, chúng ta phải có những phần mềm để chúng ta quản lý đội nhóm hiện đại hơn, thông minh hơn. Và cái từ khóa thứ ba của cái gì ạ? Của đội nhóm thành công đó là phải gì ạ? Nhân bản hóa. Tức là một đội nhóm của bạn phải nhân bản được những tính cách hay của bạn, sao chép được những cái tính cách hay của bạn, thì nhân bản hóa như vậy thì đội nhóm của bạn sẽ tạo ra nhiều leader hơn, sẽ tạo ra nhiều người thành công hơn. Nếu như đội nhóm của bạn chỉ có một mình bạn thành công thì bạn đã xây dựng một cái văn hóa đội nhóm là ngôi sao, là superstar. Bạn sẽ không thể nghỉ hưu và thành công được nếu bạn đang xây dựng cái văn hóa là superstar. Bạn phải xây dựng đội nhóm ai cũng có thể trở thành một superstar, tức là một người thành công, thì bạn đã nhân bản hóa thành công rồi các bạn nhé. Cho nên trong điều quan trọng nhất của xây dựng đội nhóm là gì ạ? Quy trình hóa, là tự động hóa, là nhân bản hóa, được không ạ? Đó. Và cuối cùng đội nhóm của bạn điều gì quan trọng nhất đó là nhân bản hóa. Tôi nghĩ như vậy, đó là duplication. Bởi vì leader là người tạo ra nhiều leader hơn, người lãnh đạo là tạo ra nhiều lãnh đạo hơn, và những người giỏi là những người tạo ra nhiều người giỏi hơn, thì có như vậy người ta mới theo bạn. Thế bạn biết không, một đội nhóm người ta theo bạn có hai điều: một là bạn có nhiều tiền bạn mua họ, hai là bạn có rất nhiều thứ bạn dạy họ để họ thành công. Họ nghĩ rằng họ theo bạn họ sẽ học được rất nhiều thứ hay ho thì họ sẽ theo bạn. Đó là cái điều mà tôi báo với bạn. Những người không phù hợp là những người không thuộc hai lĩnh vực này, tức là những người đó cũng không phải làm việc vì tiền, tức là giúp cho họ có tiền là họ theo. Cái kiểu người thứ hai là những người không có ý tiến thủ, hay là học hành nghiêm túc, hay là họ không muốn học hành kỹ năng tốt hơn mỗi ngày thì họ sẽ không theo bạn. Những người như vậy là những người sẽ bị sa thải trong kỷ nguyên công nghệ này. Cho nên tôi nói với bạn rồi, cái điều quan trọng nhất mà tôi vừa chia sẻ cho bạn về đội nhóm đó là quy trình hóa, thứ hai là gì, thứ hai là gì ạ? Tự động hóa, làm việc tự động chủ động á, thứ ba đó là hiện đại hóa, thứ tư là nhân bản hóa. Và nếu như bạn không có những cái điều mà tôi vừa kể trên thì bạn đã xây dựng đội nhóm có thể bẻ gãy bất kỳ lúc nào, và nó không tạo ra sự tự do chủ động cho bạn. Cho nên điều gì là quan trọng nhất thì Thảo Như hãy rút cho mình một điều quan trọng nhất để ứng dụng cho công việc của mình nhé.
Cho nên, nhưng mà nếu mà nếu hỏi tôi thì điều gì quan trọng nhất trong những cái điều tôi vừa liệt kê thì tôi nói đó là sự nhân bản hóa, tức là người leader giỏi là người tạo ra nhiều người thành công hơn, những người giỏi hơn, những người có tiền nhiều hơn. Và khi mà bạn tạo ra như vậy thì bạn sẽ tạo ra bạn sẽ nâng được tầm của bạn lên một tầm cao mới, người ta sẽ theo bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là bạn có nhiều thứ để người ta học hỏi. Ngoài bạn có tiền ra, bạn có phong cách lifestyle ra, bạn có nhà có xe ra, có tiền ra thì người ta theo bạn nhiều lúc cũng không phải bởi cái đó nữa, mà người ta theo bạn bởi người ta có thể học được từ bạn cái gì đó, bởi vì bạn có kỹ năng đặc biệt người ta muốn học. Bởi vì theo bạn người ta học được cái gì đó đặc biệt, người ta có thể nâng tầm của họ lên. Người ta theo bạn bởi người ta biết được cái giá trị phong cách lãnh đạo của bạn là đến từ đâu. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói với bạn, đó là một cái đội nhóm muốn thành công là xây bạn được những cái điều mà tôi vừa nói trên. Hy vọng là những cái keyword, những cái key mà tôi chia sẻ cho bạn lúc nãy giờ đó là sẽ giúp cho bạn trên con đường xây dựng những đội nhóm thành công, những cái người thành công. Tất cả những buổi live của tôi để mục đích là giúp đỡ cho những người đang bán hàng online, những người đang quản lý đội nhóm, những chủ doanh nghiệp vừa lập nghiệp startup, những người doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết cách quản trị đội nhóm, không biết cách về xây dựng, về về phong cách quản trị, về về tiền lương cũng như cách trả thưởng, cũng như là rất nhiều điều về và xây dựng đội nhóm thành công. Thì mục đích của tôi là những cái buổi live để giúp đỡ cho cộng đồng làm như vậy. Cảm ơn các bạn. Còn ai có muốn đặt câu hỏi gì cho cái buổi live ngày hôm nay nữa không? Bởi vì bạn đặt câu hỏi tức là bạn đang làm gì ạ? Bạn đang giúp, bạn đang muốn thành công hơn. Chào chào Trương Trung Hiếu, chào Trần Tuấn, chào Nguyễn Quốc Khánh. Xin chào các bạn. Nếu như bạn muốn đặt câu hỏi nào, nếu như bạn muốn có những cái câu hỏi nào về chủ đề xoay quanh về kinh doanh, về bán hàng, về xây dựng đội nhóm, về đầu tư, về cách quản lý nhân sự, về cách giao việc, về cách làm thế nào để thúc đẩy đội nhóm năng lượng, giữ năng lượng này kia, thì hãy đặt câu hỏi. Tôi sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi thắc mắc mà các bạn để ở trong livestream này nhé. Hãy nhanh chóng đặt câu hỏi, bởi vì thời gian live cũng trung bình khoảng 1 tiếng đổ lại thôi, cho nên là bạn cố gắng đặt kế hoạch và đặt lên mọi thứ cho nhiều lên. Hãy mạnh dạn đi các bạn. Ok. Rồi. Tôi sẽ Ok. Bạn thấy những cái người mà kinh doanh hay bán hàng hay là quản trị đội nhóm hay là điều hành một đội nhóm hay quản trị công ty á, thì bạn thấy bây giờ để tôi chia sẻ cho bạn lý do tại sao một cái này bonus thêm thôi. Bonus thêm cho bạn đó là đó. Nếu như bạn bây giờ đang đang kinh doanh hệ thống, bạn đang xây dựng đội nhóm, hoặc bạn đang đầu tư, hoặc là bạn đang kinh doanh nhỏ lẻ bất kỳ lĩnh vực nào, thì lời khuyên của tôi là bạn hãy đầu tư thật nhiều vào lĩnh vực gì bạn biết không? Đó là lĩnh vực công nghệ. Tại sao lĩnh vực đầu tư vào công nghệ là lĩnh vực đầu tư khôn ngoan nhất bạn biết không ạ? Bởi vì có một vài lý do sau đây tôi sẽ giúp cho bạn. Đây, cái này là bonus cho bạn, một lời khuyên cho bạn trong tương lai nếu như bạn muốn thành công và đuổi kịp với
Với những cái nền tảng công nghệ hiện nay và những đội nhóm mà có cái tiềm lực tài chính hiện nay thì bạn phải tập trung, đó là bạn đầu tư về cái gì ạ? Công nghệ. Bởi vì công nghệ chính là vũ khí hạng nặng giúp cho công việc kinh doanh và cuộc sống của bạn trở nên nhàn hơn. Nếu như bạn đang bận rộn thì chứng tỏ là bạn đang điều hành công việc kinh doanh theo kiểu truyền thống. Bạn phải làm sao điều hành công việc kinh doanh mà có yếu tố công nghệ vào để giải thoát, để giải phóng lãnh đạo, giải phóng chính bạn, giải phóng chính con người của bạn và làm cho đội nhóm của bạn có vũ khí hạng nặng để cạnh tranh được với các đội nhóm khác. Bạn đừng có tưởng bạn kinh doanh hệ thống hiện nay mà bạn không phải cạnh tranh với những cái hệ thống khác, bạn cạnh tranh rất là nhiều. Và tôi sẽ giúp cho bạn. Thứ nhất, tại sao mà đầu tư vào mảng công nghệ nhiều hơn á, để cho bạn có thể giao tiếp với khách hàng của mình nhanh hơn, và bạn sẽ như vậy thì bạn tăng khả năng chốt đơn và bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ nâng cao được năng cái việc mà tránh được việc hủy đơn và bạn sẽ thu được nhiều tiền hơn. Đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Khách hàng của bạn có thể trao đổi với bạn trực tiếp với bạn và thông qua rất nhiều công cụ khác nhau. Những câu hỏi thắc mắc hay này kia, những vấn đề khó khăn thì họ có thể tương tác, bởi vì khách hàng luôn muốn trực tiếp liên hệ với trực tiếp với bạn. Có như vậy thì bạn mới thành công được. Cái thứ hai đó là cái khi mà bạn đầu tư vào mặt công nghệ á, bạn sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động của bạn. Tại sao tôi nói điều đó? Với sự hỗ trợ của tất cả các phần mềm hiện nay thì bạn sẽ có thể được kiểm được việc lưu kho, bạn có thể liên đới với tất cả các sàn thương mại điện tử để kinh doanh, bạn có thể kiểm tra được tồn kho, lưu lưu xuất nhập tồn kho đó. Thì như vậy thì bạn mới giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí của bạn được đó. Đó. Và thứ ba, khi mà bạn là đầu tư về mặt công nghệ, bạn có thể xây dựng được văn hóa doanh nghiệp và duy trì các mối quan hệ với nhân viên, với ông chủ. Bởi vì sao bạn biết không? Bởi vì môi trường làm việc truyền thống quá là khoảng cách, tất cả các phòng ban làm việc với nhau. Và đó là lý do tại sao bạn cần phải có công nghệ. Như vậy thì chúng ta có thể chat và kết nối với nhau. Chúng ta họ có thể tương tác với nhau trên nền tảng online dễ hơn. Người ta có để lại những icon dễ thương, những cái sticker thì làm cho cái văn hóa của doanh nghiệp trở nên gần gũi hơn và thân thiện hơn. Thì thông qua đó dễ dãi bày và dễ chia sẻ vào những cái đội ngũ kinh doanh. Có thể là tạo ở bạn có thể tuyển dụng được nhân viên của mình ở khắp mọi nơi, đội ngũ của mình ở khắp mọi nơi mà không phải bị giới hạn ở một nơi. Với sự kết nối công nghệ thì bạn có thể là làm việc không văn phòng, không cần mặt bằng, bạn có thể tuyển dụng và làm việc ở bất kỳ ngành, bất kỳ nơi đâu, bởi vì bạn có thể hỗ trợ cho họ tất cả các công nghệ cho tạo ra một đội ngũ năng động ở khắp mọi nơi mà không cần phải có mặt tại văn phòng. Cái phong trào mà thuê mặt bằng và sau đó tập hợp người lại là đã xưa rồi, bởi sau Covid-19 này đã thay đổi cái môi trường và văn hóa làm việc kinh doanh của bạn. Và cái vấn đề nữa, khi bạn đầu tư về mặt công nghệ nhiều á, thì bạn sẽ được tạo ra cái sự an toàn hơn, bởi vì bạn biết trong kinh doanh truyền thống thì cái dữ liệu khách hàng và những vấn đề về bất tâm của bạn đó là hàng tồn, và những cái dữ liệu khách hàng rất là quan trọng. Đa số nhân viên của bạn sẽ làm với bạn một thời gian và sau đó thì sao ạ? Họ sẽ ăn cắp cái công nghệ thông tin này, ăn cắp cái database này và chuyển đi và làm cho đối thủ cạnh tranh hoặc mở ra một cái đối thủ mới. Thì khi mà bạn đầu tư vào công nghệ thì bạn có thể bảo toàn được cái việc gọi là gì ạ? Dữ liệu và những cái bí mật độc quyền, những cái thông tin độc quyền mà không thể dễ dàng chia sẻ được. Bởi vì sao? Hệ thống online có thể cấp quyền truy cập đến mức độ nào thì như vậy thì bạn có thể bảo toàn được những cái dữ liệu mật và những cái database khách hàng rất là quan trọng. Và khi mà bạn đầu tư vào mặt công nghệ sẽ có những điều sau đây xảy ra và rất tuyệt vời, đó là bạn sẽ có thể nghiên cứu được thị trường trước, tức là online thì bạn có thể tạo ra một cái sản phẩm trước và cái sản phẩm đó là mặt info, tức là information là thông tin thôi. Bạn có thể nghiên cứu thị trường và bạn đưa cái info đó ra ở trên cái thị trường. Và như vậy thì bạn biết điều gì xảy ra không? Khi mà cái khách hàng của bạn không quan tâm cái sản phẩm đó thì bạn sẽ có thể hủy bỏ được cái bạn hủy bỏ cái đó luôn. Thay vì sao ạ? Tại sao tôi nói điều đó? Bạn sẽ hủy bỏ. Tại sao tôi muốn nói với bạn điều đó? Bởi vì thế này. Bởi vì tôi nói với bạn điều đó là như thế này này. Là bởi vì khi mà bạn tung ra thị trường á, thì theo cách truyền thống đó là bạn phải làm gì? Đó là bạn phải tạo ra sản phẩm mẫu, tạo ra một cái sampling mà bạn đấy đi siêu thị mà người ta hay tặng cho bạn cái sampling ạ. Thì nếu như bạn làm theo cách truyền thống như vậy thì bạn đầu tư về R&D, nghiên cứu, research và market rất là nhiều, và như vậy thì nếu như thị trường không chấp nhận sản phẩm đó, bạn đã mất chi phí rất nhiều. Còn bây giờ làm online, đầu tư vào công nghệ thì bạn có thể questionnaire, khảo sát được market research, được thị trường, và nếu như khách hàng có nhu cầu thì bạn có thể thay đổi ra sản phẩm khác và chi phí rất là thấp. Đó là lý do tại sao làm đầu
tư về mặt công nghệ sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian về nghiên cứu thị trường và nghiên cứu được cái đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu được sản phẩm mới và thị hiếu khách hàng các bạn nhé. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải tạo ra nhiều mới công nghệ mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào để tạo ra năng lực cạnh tranh và đi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Và thực ra thì nó còn nhiều cái giá trị khi mà bạn đầu tư về mặt công nghệ nữa nhé. Cho nên quay trở lại là hiện nay nếu như bạn đầu tư đội nhóm mà bạn không ứng dụng công nghệ vào để quản lý đội nhóm, hay là bạn không đầu tư về mặt công nghệ để nghiên cứu sản phẩm, hay là bạn không đầu tư về mặt công nghệ để quản lý về đại lý để biết được để nhập hàng, lưu kho, doanh số, thưởng hoa hồng phần trăm mà bạn vẫn còn quản lý bằng Excel hay thủ công á, thì bạn chắc chắn nếu như đội nhóm của bạn khoảng vài trăm là bạn có thể quản lý được. Nhưng mà nếu như đội nhóm của bạn lên tới vài chục ngàn, vài triệu người thì chắc chắn với các công cụ quản lý hiện nay của bạn sẽ chắc chắn là không thể thành công được các bạn nha. Khó thể thành công được, tôi nói với bạn như vậy. Tại sao ạ? Bởi vì lên tới đội nhóm vài trăm, vài ngàn người, vài chục ngàn người thì rất nhiều vấn đề phải xử lý và bạn không thể xử lý bằng tay hay là thủ công hay là Excel hay là bình thường được. Bạn phải có một công cụ quản lý đàng hoàng. Thì có như vậy thì bạn mới có thể tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh của bạn so với tất cả những cái đội nhóm hiện nay. Ví dụ như bạn là dân bán hàng online, ít nhất thì bạn cũng thể đầu tư được cái bộ công cụ livestream mà tôi đang đầu tư. Cái hệ thống studio của tôi hiện nay tôi đầu tư khá là nhiều. Tôi điểm qua cho bạn mà bạn có thể đầu tư như vậy hoặc không thì bạn, nhưng mà tôi là một cái người mà làm việc trong lĩnh vực cố vấn đào tạo coaching cho nên tôi đầu tư. Thứ nhất là bạn đầu tư một cái hệ thống về studio thì nó cũng không có nhiều, khoảng vài chục. Ví dụ như bạn đầu tư một cái MacBook để bạn live, bạn đầu tư một cái hệ thống giống như cái này cái hệ thống mic lọc tạp âm và studio ha. Rồi bạn đầu tư cái gì ạ? Cái camera chất lượng HD của Logitech. Bạn đầu tư cái hệ thống mà background backdrop màn hình xanh như thế này để bạn có thể là đổi cái phong cách livestream ở khắp mọi nơi, từ biển cho đến tất cả mọi nơi, ở đâu cũng được. Rồi bạn đầu tư rất là nhiều cái hạng mục khác, ví dụ như đầu tư về cái gì ạ? Về hệ thống đèn chiếu sáng. Đó, đầu tư về hệ thống đèn chiếu sáng nha. Rồi hệ thống về về hệ thống ánh sáng, âm thanh, hệ thống về mic, hệ thống về cái MacBook, rồi cái camera Logitech HD 1080 4K. Rồi bạn đầu tư rất nhiều cái hạng mục khác. Nói chung là một cái để bạn bán được hàng, hay là họp livestream, hay là họp trực tuyến video call, hay là để bạn làm việc để cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh hiện nay thì bạn chắc chắn phải đầu tư. Và cách để bạn đầu tư nhanh nhất đó là bạn học theo những người đang đầu tư và hiệu quả. Nếu như bạn thấy cái hình ảnh của tôi live về chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh đẹp, cũng như là cái phòng trò chuyện studio rất là chuyên nghiệp, thì bạn có thể comment bên dưới là tôi muốn, thì sau này tôi sẽ làm một cái khóa video hướng dẫn cho bạn cách để thiết lập một cái studio như vậy để bạn bán hàng, để bạn livestream, để bạn họp nhóm, để bạn chia sẻ, để bạn đào tạo đội ngũ đội nhóm, hay là bạn chia sẻ phát triển cộng đồng. Bởi vì bây giờ kinh doanh mà không có cộng đồng thì chắc chắn là bạn không thể có tiền, đúng không? Thì đó. Rồi. Để xem thử là còn ai, còn có ai gì ạ? Còn có ai hỏi đáp gì nữa không? Ok. Bạn thấy không? Nội cái việc mà đầu tư một cái hệ thống phần mềm để chúng ta có thể live, mà chúng ta có thể kết nối ở khoảng 5 đến 7 cái màn hình. Mà chúng ta có thể gì ạ? Kết nối 5 đến 7 cái màn hình, kể cả chúng ta kết nối được cái iPhone của chúng ta có thể là tạo ra nhiều góc quay khác nhau. Ví dụ cái hệ thống livestream của tôi là tạo ra khoảng 9 góc quay. Sắp tới ví dụ tôi đào tạo mà tôi có cái bảng trắng whiteboard ở đây thì tôi có thể là gì ạ?
Thôi thì có thể là chiếu cái camera vào cái màn hình trên cái bảng trắng nó, và tôi có thể viết và bạn có thể thấy ở trên màn hình live. Đó là công nghệ bây giờ có thể giúp cho mình vừa thấy được mặt, vừa thấy được iPhone để có thể tương tác với được những cái app mà đa chiều hơn và trên nền tảng iPhone. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta có thể là thấy được cái bảng, chúng ta có thể viết lên bảng và chiếu lên trên hệ thống này để cho mọi người có thể nhìn thấy. Thì đây là tất cả những cái công nghệ mà nếu như bạn học được cái công nghệ này sẽ giúp cho bạn tạo ra những buổi livestream chất lượng, những buổi đào tạo đội nhóm tuyệt vời, những buổi xây dựng cộng đồng rất là thành công và những buổi giải đáp cộng đồng khá là tuyệt vời các bạn nhé. Thì tôi sẽ live thường xuyên để giúp cho bạn những kỹ năng này và hoàn toàn miễn phí. Hãy theo dõi kênh của tôi. Kênh của tôi thì hiện nay tôi có trách nhiệm làm việc về cộng đồng, chia sẻ cộng đồng, cho nên là tất cả những cái bài hướng dẫn của tôi về cộng đồng mang tính chất là chia sẻ và miễn phí, không có yếu tố bán hàng hay là không có yếu tố về đội nhóm tuyển dụng. Tôi chỉ mục đích đó là xây dựng cộng đồng và chia sẻ cộng đồng về thôi. Hãy nếu bạn yêu thích tôi thì cứ đơn giản là follow kênh của tôi, like, share, tag những người cần vào, như vậy là tôi cảm ơn và tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ giới thiệu một chút xíu, đó là hôm nay lúc 20 giờ thì bạn có thể lên trên cái Postcard. Đây là cái app Postcard này của Postcard này này. Cái Postcard này là cái gì ạ? Đây là Postcard là của Apple nó có. Nếu bạn xài iPhone thì bạn lên Postcard. Bạn đánh cái từ khóa có tên là gì ạ? Kênh Tâm sự CEO. Tức là những người khởi nghiệp kinh doanh xây dựng đội nhóm thì tôi nghĩ rằng bạn cũng là cái người đang gì ạ? Là những người CEO, những người khởi nghiệp. Và sau khi bạn đánh cái đó thì nó sẽ ra một cái kênh tâm sự CEO. Thì ở trên này bạn thấy đó là đó ở trên này thì có tôi đăng tải lên hôm nay nữa là bốn cái audio. Thì nhiệm vụ của bạn đó là có thể là vào từng cái và chúng ta có thể nghe được từng cái bài audio, tức là những radio, những cái giọng đọc. Bạn có thể nghe được giọng đọc của tôi khi bạn đang tập thể dục, nấu ăn hay là bạn làm gì đó mà không thể mở YouTube, thì bạn có thể mở cái hệ thống về audio này. Nếu như bạn không xài iPhone để có podcast này thì đơn giản thôi, bạn xài Spotify, cái logo màu xanh Spotify đây, ok. Và bạn có thể lên trên này và cũng đánh cái tên, có tên đó là gì ạ? Kênh Tâm sự CEO đây, cái đầu tiên bạn thấy không? Kênh Tâm sự CEO ở dạng podcast, và nó sẽ hiện ra những cái bài. Bạn có thể bấm vào đây là follow, bạn bấm follow ở đây, đúng không? Và sau đó thì bạn có thể nghe được tất cả những cái audio mà tôi có tải lên đây. Đó, bạn có thể bấm play để cho nó chạy, được không? Nó đang chạy cái hệ thống này và bạn có thể nghe nó ở bất kỳ nơi đâu. Cho nên những ai đang xài cái hệ thống mà gì ạ? Là Android thì bạn có thể cài Spotify, và nếu như bạn xài iPhone thì nó có bộ sẵn podcast rồi. Tại sao tôi tạo ra cái kênh radio này? Bởi đơn giản thôi là sẽ giúp cho bạn có thể nghe nó ở ở rất nhiều cái gì ạ? Ở rất nhiều cái lúc khác nhau. Lúc thì bạn đi gì ạ? Đi xe hơi, lúc bạn đi làm việc, lúc bạn nấu ăn, lúc bạn chạy bộ, bất kỳ lúc nào thì bạn vẫn có thể là gì ạ? Bạn vẫn có thể là xem và nghe được cái radio này nhé. Rồi. Hãy nhớ theo dõi cái radio này. Bạn biết nó vào lúc nào không? Đó là tôi hay làm nó vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Lúc nào các bạn biết không ạ? Đó là lúc mà 20 giờ. 20 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Ngoài cái việc bạn nghe radio ở trên podcast hoặc là Spotify thì bạn hãy theo dõi cái fanpage. Tôi thường livestream ở trên fanpage, ở trên fanpage, tức là khi mà bạn vào fanpage á, tức là bạn vào cái này. Đó. Đây là cái fanpage của tôi là Trương Liên Thông. Đó, và bạn có thể vào đây, thấy không? Bạn có thể vào và sau đó thì bạn làm gì ạ? Đó. Bạn có thể gì? Đó, bạn vào cái hệ thống mà Facebook và bạn sẽ thấy cái fanpage của tôi là Johnny Thông ở đây, ok. Và ngoài cái fanpage này thì đơn giản thôi là bạn có thể lên cái YouTube của tôi. Đây là YouTube. Đó. Thì bạn nếu như bạn thích xem, thích nghe thì bạn lên YouTube của tôi là gì ạ? Mục tiêu của tôi là chia sẻ cộng đồng thôi. Đó. Cái YouTube của tôi hiện nay ở đây thì bạn có thể là đó.
để xem những cái YouTube mà có hình ảnh, có những ví dụ cái buổi live này thì tôi sẽ live stream trực tiếp ở trên fanpage và YouTube. Còn nếu bạn muốn nghe thì hãy nghe ở trên radio, ở trên podcast và Spotify. Cho nên có hai hình thức, nếu bạn muốn xem hình ảnh và demo có hình ảnh và có này kia thì bạn nên xem ở trên YouTube hoặc là Facebook fanpage. Còn nếu như bạn nghe muốn nghe thì bạn nghe trên podcast hoặc radio ở trên Spotify các bạn nhé. Đó là những kênh bạn có thể tương tác và hỏi đáp với tôi. Mục tiêu của tôi không có nhiệm vụ gì khác, đó là chỉ hỗ trợ các bạn. Hỗ trợ các bạn về việc gì ạ? Giúp cho bạn kinh doanh thành công, giúp cho bạn điều hành đội nhóm thành công, giúp cho bạn quản trị lý của đội nhóm và công ty thành công. Với những cái người mà quản lý công ty mà dưới khoảng 500 người á, trên 500 người thì là những công ty lớn rồi các bạn, còn dưới 500 là những công ty vừa và nhỏ, SME hoặc những công ty mới khởi nghiệp, thì tôi có thể giúp đỡ cho bạn được bằng cái sự hiểu biết về lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực làm việc remote từ xa, để giúp cho bạn có rất nhiều cái công cụ để bạn quản lý đội nhóm và công ty thành công nhé. Thế thì ngày hôm nay với nhiều đầy phúc like phải chào thị trường thôi, thì hôm sau tôi sẽ giúp hôm sau tôi sẽ gì ạ like những cái buổi mà nó mang tính chất chủ đề mà bạn sẽ quan tâm nhiều hơn, và hãy đón nhận cái buổi live đó ở trên đâu ạ? Ở trên cái fanpage hoặc ở trên YouTube nha. Tôi sẽ phát đồng thời cả trên fanpage và YouTube. Buổi hôm nay chỉ phát ở trên fanpage thôi, còn buổi sau tôi có thể live stream ở các nền tảng khác nhau một lúc, đó là fanpage, profile hoặc là ở trên LinkedIn. Đó. LinkedIn hoặc là tôi live ở trên live ở trên Instagram, ở trên gì ạ? Ở trên Facebook, ở WhatsApp, ở Instagram, ở Facebook fanpage và ở YouTube đồng thời, và có thể ở trên LinkedIn. LinkedIn là cái mạng này. Đó, bạn có thể coi cái LinkedIn của tôi. Đây. Đây là LinkedIn của tôi nhé. Đó, bạn có thể lên đây và kết nối. LinkedIn là những người làm việc quản lý ở trong lĩnh vực về làm việc quản lý và ở cấp độ manager trở lên. Rồi, vậy ngày hôm nay chỉ như vậy thôi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và tôi đã đến giờ để chuẩn bị đi tập thể dục rồi. Và đó. Ok, vậy thì hôm nay tôi đã giúp cho bạn trả lời một số câu hỏi thắc mắc. Tuy nhiên không phải là nhiều, nhưng mà nó giúp cho bạn định hình những cái cách để bạn quản lý đội nhóm và điều hành đội nhóm thành công nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu yêu thương tôi thì hãy share cái live stream này lên tường để mà bạn có thể nghe lại và xem lại, và đội nhóm của bạn có thể nghe và xem lại. Còn nếu yêu thích tôi thì bạn có thể like fanpage này và hãy coi ở chế độ see first, tức là thấy đầu tiên, để khi mà hoặc là bạn có thể gì ạ? Bạn có thể cập nhật cái live stream này bằng cách đó là khi mà mình vào cái live stream này á thì nó sẽ báo là gì ạ? Nó sẽ báo cho bạn là hãy nhận cái thông tin khi mà có cái live stream tiếp theo. Được không? Nó rất quan trọng. Ví dụ như những cái live stream, ví dụ như tại bạn có thể nhận được cái live stream này này, tôi sẽ cho bạn coi một cái mẫu ha. Tôi đây cái cách mà bạn nhận thông báo live stream như sau. Đó, ví dụ như ok. Đây. Mark Zuckerberg là cái người mà gì ạ? Điều hành cái đây. Bạn biết không, khi mà bạn muốn nhận được những cái mà đây đó, ví dụ bạn muốn nhận được những cái buổi live stream của tôi liên tục và nó báo bắp bắp á, thì ở dưới khi mà bạn tham gia live stream á, thì ở dưới cái chỗ mà comment này này, nó có cái từ là gì ạ? Get online notification. Đó, đó bạn thấy không? Cái này rất là quan trọng. Tại sao tôi nói với bạn điều đó ạ? Bạn sẽ bấm vào cái chỗ mà get online á. Đó, được không? Cái này quan trọng lắm nha.
Đó. Rồi bạn, khi mà bạn chưa có bấm á thì nó hiện là notification on. Bây giờ bạn bấm bạn get vào, tức là bạn khi mà bạn bấm rồi á thì nó sẽ hiện ra là chữ on, còn chưa bấm á thì nó sẽ gì ạ? Là get online. À, thì khi mà bạn bấm vào đây á thì điều gì xảy ra với bạn ạ? Điều gì xảy ra? Đó là điều gì xảy ra bạn biết không? Đó là bạn sẽ thấy được cái buổi like của tôi liên tục khi và những cái buổi like như vậy thì nó sẽ kết nối cho bạn và nó sẽ thông báo cho bạn nhanh để bạn có thể vào để kết nối nhanh. Cho nên là những hãy bấm vào cái nút là Get Online Notify nha để nhận được cái thông báo khi mà có buổi like của tôi. Như vậy thì bạn có thể nhận được nhiều kiến thức để bạn có thể quản trị đội nhóm và giúp đội nhóm bùng nổ doanh số và thành công hơn, cũng như quản lý đội nhóm và công ty, quản lý về nhân sự và này này kia. Rồi, nhớ bấm vào cái từ là Get Online nha, tức là nhận thông báo khi mà có live stream, được không? Thì có như vậy thì bạn sẽ nhận được thông tin của tôi liên tục và thành công. Ok, tôi đã hướng dẫn cho bạn cách nhận thông tin và có thể bạn biết không? Đó. Bạn thấy ở trên màn hình của tôi là bốn cái màn hình đó ạ. Tôi có thể tạo ra được cái chín cái sự kết nối và chín cái camera một lúc, tức là live stream bằng chín cái góc nhìn, gọi chín cái góc điện thoại một lúc ở nhiều cái vị trí khác nhau. Nó giúp cho buổi live của bạn trở nên sinh động hơn, nó giúp cho cái buổi mà tư vấn của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Và nếu như mà bạn quan tâm đến cái này á thì có thể sau này tôi sẽ giúp cho bạn, tôi sẽ giúp cho bạn hoặc là tôi sẽ tạo ra một cái khóa học. Khóa học này hoàn toàn miễn phí để giúp cho bạn làm gì ạ? Tổ chức được một cái buổi live stream bán hàng thành công hoặc là tạo ra một cái buổi đào tạo đội nhóm thành công và giúp cho bạn làm chủ được công nghệ để bạn có thể like được rất nhiều cái góc nhìn khác nhau đẹp, thay được bối cảnh background cũng như là tạo ra cái studio, tức là hệ thống thu âm chất lượng cao này này, rồi bộ âm ly, bộ mixer, rất là rồi cái hệ thống camera Logitech. Tức là đầu nói chung là tôi đầu tư hiện nay cái hệ thống mà studio để mà live stream cho các bạn đây này, khoảng tính ngót nghét đầu tư khoảng gần 50 triệu. Thì đơn giản thôi, tôi nói với bạn rồi, một cái MacBook khoảng 30 đổ lại, một cái hệ thống mic thì khoảng mấy triệu, hệ thống về camera Logitech khoảng 100 đô, 2 triệu mấy, hệ thống mixer, hệ thống lọc âm, rồi cái hệ thống đèn chiếu sáng này kia. Nói chung là bạn đầu tư càng nhiều thì bạn sẽ càng gặt hái nhiều thành công và hình ảnh của bạn càng chuyên nghiệp, thì bạn sẽ có thể gì ạ? Giúp cho cái hệ thống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Rồi, tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi live tiếp theo nha. Và mỗi buổi live của tôi là mỗi cái buổi chia sẻ khác nhau. Và là đừng quên theo dõi và bấm vào cái nút Get Online, tức là cập nhật thông tin khi mà có live stream các bạn nhé. Và mỗi một buổi sẽ có những cái chủ đề khác nhau, phục vụ cho nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Và mỗi buổi sẽ có rất nhiều cái mới. Và bởi vì tôi là người yêu thích công nghệ, tôi thích được chia sẻ những thứ mang tính cách mạng và công nghệ, nó giúp cho cuộc sống ta trở nên đơn giản hơn, tuyệt vời hơn, làm việc ở bất kỳ đâu, anytime, anywhere, và có thể giúp cho công việc của mình nhanh hơn, vượt xa đối thủ cạnh tranh, cũng như là tận dụng công nghệ để làm chủ thời gian, tự do và hạnh phúc hơn và ở bất kỳ nơi đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi tiếp theo về chia sẻ và xây dựng cái chia sẻ kiến thức cộng đồng nhé. Rồi, xin chào các bạn. Ok, xin chào nhé. Tuyệt vời. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.